Cẩm Tú và Thanh Tú rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong những sản phẩm tiếp theo trên AZ Shop. Thanh Tú nè, Cẩm Tú có một câu hỏi muốn đố Thanh Tú nha. Đố Thanh Tú biết là đối với những cái chị em nội trợ á, thì cái nỗi lo nè hoặc là những cái trăn trở khi mà vào bếp là gì nè? Theo câu hỏi vừa rồi của Cẩm Tú thì Thanh Tú nghĩ những cái điều mà các chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn quan tâm mỗi khi mà chúng ta bước vào bếp á, thì chắc chắn là các chị em của chúng ta cần ngay những cái dụng cụ hỗ trợ để giúp làm sao cho cái quá trình mà chúng ta nấu nướng nó trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và đặc biệt tiết kiệm được thời gian hơn. Và thêm vào đó nữa là một trong những cái điều rất là quan tâm đó chính là làm sao mà cái quá trình nấu nướng của chúng ta phải thực sự an toàn và tiết kiệm được rất là nhiều những cái kinh phí sinh hoạt trong gia đình của mình. Và chính vì những cái lý do đó thì chương trình ngày hôm nay muốn gửi đến cho các chị em của mình một giải pháp rất là tiện ích cho không gian bếp nhà của chúng ta. Chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm trong gian bếp nhà chúng ta, bếp hồng ngoại Soho. Quý vị thân mến, trước hết là phải nói đến về cái bề mặt của bếp ga hồng ngoại Soho. Bởi cái mặt kính cường lực rất là chắc chắn luôn và rất là dễ lau chùi. Với cái kiềng đốt á, thì được sơn bằng một cái lớp sơn là tráng men, thành thử ra là tạo được cái độ bền cũng như là mình không có lo bị vỉ xét trong quá trình mà mình nấu nướng á. Và tiếp theo đó là Cẩm Tú rất là thích bởi vì cái bếp của mình được làm bằng cái kính cường lực thì sẽ rất là chắc chắn nè, không có lo bể vỡ nè, hay là mình vệ sinh cũng rất là tốt. Và ngay bây giờ quý vị sẽ thử xem là cái độ chịu lực của kính cường lực như thế nào nha quý vị nha. Đây đó, quý vị thấy không, không hề có vấn đề gì. Và đặc biệt là nha quý vị hãy quan sát nào. Mình thả ơi, tự do trên một cái độ cao như vậy nhưng mà không có vấn đề gì đúng không ạ? Không hề. Và Thanh Tú sẽ thử thêm một lần nữa nha. Và đặc biệt là hai cái kiềng của chúng ta cũng rất là chắc chắn, mình va vào nhau nè. Đó, cái tiếng kim loại nghe rất là trong. Và đặc biệt là hơn nữa là cái tiếng kim loại trong như vậy thì mình cảm thấy là nó được làm bằng chất liệu rất là cao cấp. Mình thả tự do nữa. Wow. Như vậy là chúng ta không sợ trong quá trình mà chúng ta nấu nướng á, ví dụ như là nắp nồi hoặc là tô chén của chúng ta bị rơi vỡ thì cái mặt kính của chúng ta chịu được lực, chịu được nhiệt rất là tốt đúng không nào? Rồi, và trong một trong những cái yếu tố tiếp theo nữa mà Thanh Tú cảm thấy vô cùng tâm đắc với sản phẩm ngày hôm nay, hệ thống đánh lửa Magneto theo công nghệ Nhật Bản, đánh lửa rất là nhạy. Bây giờ đây sẽ cùng khám phá nha. Đó với một thao tác rất là đơn giản thôi. Đây mình bật lại thêm một cái nữa nè. Đó rất là nhanh chóng luôn mà dễ dàng nha quý vị nha. Như vậy cái đầu đốt của nó đang được bắt đầu làm đỏ lên, và dĩ nhiên rồi với cái công nghệ đánh lửa này thì sẽ giúp cho các chị em của chúng ta khởi động chiếc bếp lên thì một cách rất là dễ dàng. Đầu đốt của chúng ta được làm bằng chất liệu là gốm ceramic và có hơn 3.500 lỗ nhỏ li ti, như vậy sẽ giúp cho cái quá trình mà chúng ta gia nhiệt được diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Rồi để quý vị dễ hiểu hơn về những cái công dụng cũng như là những cái tính năng ưu việt của bếp ga hồng ngoại thì Cẩm Tú xin tóm tắt cho quý vị về và khẳng định cho quý vị luôn là với bếp ga hồng ngoại Soho á, có chế độ 5-0, đó chính là không có lửa dư thừa, không làm đen nồi nè, và không có sợ gió thổi tắt lửa, cũng như là quý vị sẽ không hề sợ tắt lửa khi mà nước trào ra nè. Và đặc biệt nha, một điều mà chị em phụ nữ rất là thích đó nữa là chúng ta sẽ không sợ những cái mùi ga độc hại, và chị em sẽ cảm thấy là rất là an toàn khi mà vào bếp, sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, với chế độ 5-0 như vậy thì sẽ giúp cho quá trình nấu nướng của chúng ta tiết kiệm được rất nhiều. Đầu tiên là tiết kiệm lên đến tận là 35% lượng ga và tiết kiệm lên đến là 25% thời gian nấu nướng quý vị nha. Quý vị thân mến, hồi trước thì mình chưa có tìm hiểu thì không biết là tại sao ga hàng tháng nó hao tốn rất là nhiều. Nhưng mà từ khi mà biết về cái bếp ga hồng ngoại Soho á, thì Cẩm Tú rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì á, bếp ga hồng ngoại sẽ giúp cho mình là tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều so với bếp ga cũ. Thì cái đầu đốt thế hệ cũ á, thì sẽ làm cho cái nguyên liệu mình nó sẽ tản ra phía bên ngoài nè, đồ ăn thì cũng khá là lâu chín nè, và còn tốn hàng tháng là tiền ga rất là nhiều. Nhưng mà với cái đầu đốt thế hệ mới của bếp ga hồng ngoại Soho á, thì nhiệt năng á quý vị được tản vuông góc tới 90 độ luôn, và nó chỉ tập trung vào cái phần đáy nồi thôi, thành thử ra là món ăn của mình nó sẽ được nấu mau chín hơn nè, tiết kiệm được ga hàng tháng rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình còn tiết kiệm được cái thời gian nấu nướng, thì tranh thủ chị em của mình có thể là chăm con nè, sẽ cảm thấy thoải mái và tiết kiệm rất là nhiều cho gia đình của mình. Lý do tại sao mà chúng ta tiết kiệm lên đến 35% lượng ga và 25% khoảng thời gian nấu nướng, bởi vì có sự khác biệt rất là rõ ràng giữa hai thế hệ đầu đốt, đó chính là thế hệ đầu đốt cũ và thế hệ đầu đốt bếp ga hồng ngoại Soho quý vị nha. Như quý vị chúng ta có thể quan sát thấy thì với thế hệ đầu đốt cũ đó thì được làm bằng chất liệu khá là bình thường, và thêm vào đó nữa là có rất là ít cái lỗ chia ga cũng như là lượng ga tiêu hao nó rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta nấu nướng. Khi mà ga thoát ra như vậy thì sẽ không được tiêu thụ một cách trọn vẹn. Và dĩ nhiên với thế hệ đầu đốt mới của bếp ga hồng ngoại Soho thì quý vị chúng ta thấy là cái đường kính của nó lên đến tận là 9 cm, và được làm bằng chất liệu đó chính là chất liệu hoàn toàn cao cấp, đó chính là gốm ceramic quý vị nha.
Với chất liệu là gốm ceramic như vậy thì sẽ có hơn 3.500 lỗ nhỏ li ti để giúp cho cái lượng ga của chúng ta được chia đều ra, và thêm vào đó nữa là được giống như là được đốt một cách hoàn toàn và biến thành nhiệt năng. Và dĩ nhiên rồi ạ, với cái đường kính là 9cm như vậy thì tất cả những cái lượng nhiệt năng này sẽ tác động trực tiếp vào trong phần đáy nồi theo một góc là vuông 90 độ, giúp cho quá trình mà chúng ta nấu nướng trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay với bếp ga Hồng Ngoại Soho, tất cả quý vị đang được theo dõi và dễ dàng sở hữu với mức giá cực kỳ ưu đãi mà chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị ngay bây giờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta có thể quan sát thấy là mức giá trên thị trường hiện tại lên đến là 999.000 đồng. Nhưng mà chỉ trong khung giờ đang phát sóng thì quý vị mới giảm giá được là 400.000 đồng. Nghĩa là quý vị có thể là mua cái sản phẩm của chúng tôi với giá là 599.000 đồng thôi thưa quý vị. Một mức giá mà có thể nói là mình cũng bằng với lại những cái mức giá mà mình đầu tư bếp ga thông thường đó Thanh Tú. Nhưng mà bếp ga thông thường thì lại là không có được tiết kiệm những cái nguyên liệu ga nè, cũng như là nấu nhanh chín, và cũng như là chị em mình sẽ dễ dàng lau chùi, hay là mình sẽ cảm thấy thoải mái cái tâm lý khi mình vào bếp hơn. Và thưa quý vị, đừng quên ngày hôm nay với mức giá là 599.000 đồng thì quý vị chúng ta còn được dành tặng cho một bộ phận quà tặng vô cùng hấp dẫn nữa. Đầu tiên thì quý vị chúng ta thấy là chúng ta sẽ được tặng ngay 3 con dao với 3 kích thước khác nhau, giúp cho quý vị chúng ta có thể dễ dàng sơ chế những loại nguyên vật liệu, ví dụ như là rau củ quả hoặc thậm chí là cá hoặc thịt cũng được quý vị nha. Rồi thêm vào đó nữa, quý vị còn được tặng ngay một bộ dây và van ga 3 lớp vô cùng an toàn và cao cấp, giúp cho quý vị chúng ta có thể dễ dàng kết nối giữa bình ga và bếp ga của chúng ta, cho ra cái quá trình mà chúng ta sử dụng một cách an toàn và dễ dàng quý vị nha. Nếu như mà tất cả chúng ta làm một bài toán kinh tế ngày hôm nay, một đơn hàng mình được giảm tận là 400.000 mà được tặng thêm một bộ dây van ga 3 lớp nữa, rồi thêm 3 con dao nữa, thì dĩ nhiên quà tặng của chúng ta lên đến vài trăm ngàn đồng rồi đúng không ạ? Thưa quý vị, hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi ngay bây giờ. Số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình, chúng tôi cam kết sẽ giao hàng chính hãng và tận nơi hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành toàn quốc quý vị nha. Bếp ga Hồng Ngoại Soho sử dụng thật dễ dàng trên các chất liệu nồi, nồi đất, nồi thủy tinh, nồi inox, nồi nhôm, nồi gang, chảo chống dính hay vỉ tráng men đều sử dụng được. Bếp ga Soho thỏa sức nấu những món ăn cho gia đình của bạn. Bếp ga Hồng Ngoại Soho siêu tiết kiệm 35% lượng ga, tiết kiệm 25% thời gian nấu. Trợ thủ đắc lực của người nội trợ đảm đang. Bếp ga Hồng Ngoại Soho chế độ 5-0, không có ngọn lửa dư thừa, không làm đen nồi, không sợ gió thổi tắt bếp, không sợ nước và thức ăn làm kẹt bếp, không có mùi ga độc hại. Bếp ga Hồng Ngoại Soho an toàn khi nấu. Bếp ga Hồng Ngoại Soho giá bán 999.000 đồng. Ngay bây giờ mua hàng quý vị sẽ được chi trả 599.000 đồng mà thôi. Như vậy chúng ta tiết kiệm lên đến 400.000 đồng. Ngoài ra quý vị khách hàng còn được tặng kèm một bộ dây van ga 3 lớp an toàn trị giá 200.000 đồng, một bộ dao thép 3 món trị giá 150.000 đồng. Quà tặng vô cùng giá trị, hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay sản phẩm bếp ga Hồng Ngoại Soho. Cẩm Tú đặc biệt rất là thích những cái chương trình về những cái sản phẩm tiện dụng cho nhà bếp của mình. Bởi vì sao? Mình rất là hiểu những cái tâm lý của chị em khi mà vào bếp đó. Thật sự là có vào bếp thì mới hiểu được là cái sự khó khăn cũng như là vất vả của chị em mình. Bởi vì khi mà nấu ăn xong á thì cái mặt bếp á sẽ dính rất là nhiều dầu mỡ, là bếp dính rất là khó lau chùi. Nhưng mà với cái mặt bếp của bếp ga Hồng Ngoại Soho á thì Cẩm Tú sẽ cho quý vị thấy là nó dễ lau chùi và vệ sinh như thế nào nha. Quý vị để ý thấy là đó, chỉ cần một cái lần lau thôi. Một lần lau thôi là bếp của mình đã sạch bóng rồi. Nhưng mà nếu với những cái mặt bếp như bằng kim loại á thì quý vị sẽ thấy là nó rất là dơ, và mình vệ sinh nó rất là nhiều lần nhưng mà không hề sạch đâu nha. Rồi, một trong những cái điểm nhấn mà Thanh Tú cảm thấy rất là thích về cái chiếc bếp ga Hồng Ngoại Soho này, mình dễ dàng vệ sinh thì quả là một điều tuyệt vời rồi. Nhưng mà với cái công nghệ đánh lửa magneto và đặc biệt hơn là đầu đốt được làm bằng chất liệu gốm ceramic đó, thì sẽ giúp cho cái quá trình mà chúng ta nấu nướng được diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cũng như là trong quá trình mà chúng ta nấu đó thì sẽ không có xảy ra tình trạng ví dụ như là nước trào làm tắt bếp ha. Rồi, để cho quý vị khán giả cũng như là các, tất cả các chị em nội trợ chúng ta có thể dễ dàng hình dung hơn, thì ngay bây giờ Thanh Tú sử dụng ngay đó chính là một bình nước và rưới trực tiếp lên trên phần đầu đốt của chúng ta. Wow. Quý vị nhìn thấy không ạ? Cũng giống như là quá trình mà chúng ta nấu nướng á, cũng sẽ xảy ra cái hiện tượng đó chính là nước của trên nồi nè trào ra nè, thì rơi vào trong cái phần đầu đốt của chúng ta, dĩ nhiên là sẽ xảy ra cái tình trạng tắt bếp rồi. Nhưng mà không quý vị ạ, ở đây thì cái đầu đốt của chúng ta đang dần dần được làm đỏ lại một cách 100% luôn nha. Và cái quá trình nấu nướng của chúng ta vẫn được diễn ra liên tục nha. Rồi bây giờ mình đổ thêm một phần nữa nè.
Đây, đổ thêm một phần đó, quý vị thấy không ạ? Nhưng mà đầu đốt của chúng ta không có vấn đề gì quý vị ha. Không có bất kỳ một vấn đề nào luôn. Ví dụ như trong trường hợp mà nước bị rơi vãi như vậy á thì không bị tắt bếp rồi. Ví dụ như là thức ăn rơi vào trong cái phần đầu đốt của chúng ta thì có bị gián đoạn cái quá trình nấu nướng hay không? Bây giờ thì Cẩm Tú sẽ cho quý vị thấy rằng là nếu như ở nhà của mình á, mình nấu món ăn thì chắc chắn là dễ bị những cái phần thức nước sốt nè, nước thức ăn rồi nó sẽ tràn, nó sẽ bám vô cái phần đầu đốt của mình. Thì nếu như mà cái công nghệ cũ á, thì bếp ga của mình là tắt liền luôn. Nhưng mà với cái đầu đốt của bếp ga Soho Hồng Ngoại này á thì sẽ như thế nào đây nha quý vị? Cẩm Tú đã thí nghiệm lên đây rất là nhiều những cái phần bột mì nè. Thì như vậy thì xem coi là cái cơ chế hoạt động của bếp ga Hồng Ngoại của mình như thế nào nha quý vị nha. Lửa đã cháy lên đỏ hồng luôn, chứng tỏ là phần bột mì này nó không có là ảnh hưởng gì tới cái nhiệt lượng cũng như là cái đầu đốt của mình vẫn cháy liên tục và thường xuyên. Như vậy thì món ăn của mình á thì sẽ rất là mau chín nè, không bị gián đoạn nè, mình sẽ tiết kiệm được thời gian rồi công sức của mình rất là nhiều luôn. Đó, vẫn cháy đều luôn mà còn rất là nóng luôn. Nếu mà quý vị ở ngay phim trường này thì quý vị sẽ rất là thích, bởi vì cái đầu đốt của mình cháy nó rất là đều, nhiệt năng á thì nó tập trung vào phần đáy nồi nha quý vị, không có sợ là mình hao cái phần nhiên liệu ga của mình hàng tháng đâu, tiết kiệm rất là nhiều. Đó, món ăn thì ngon nè, tiết kiệm chi phí cho gia đình thì quả là một cái gợi ý rất là đáng để cho quý vị lưu tâm cũng như là mình sắm sửa cho không gian bếp nhà của mình đó. Rồi, và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là bếp ga Hồng Ngoại Soho với mức giá dành cho quý vị đó chính là 599.000 đồng. 599.000 đồng chúng tôi đã giảm cho quý vị mỗi một đơn hàng như vậy là 400.000 đồng rồi. Giá niêm yết ngoài thị trường đó chính là 999.000 đồng. Chỉ với một đơn hàng thành công thôi, quý vị sẽ được nhận ngay quà tặng vô cùng hấp dẫn, đó chính là một bộ van dây ga và ba con dao quý vị nha. Rồi, đối với những trường hợp ví dụ như không gian bếp của quý vị mà muốn bố trí quạt gió chẳng hạn như vậy thì bếp ga của chúng ta có bị gián đoạn hay không, thì ngay bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng đến với một thí nghiệm tiếp theo nữa. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện, đó chính là sẽ khởi động bếp lên và bật bếp lên ạ. Vẫn với cái bộ đánh lửa Magneto theo công nghệ Nhật Bản rất là nhạy, và đặc biệt hơn là đầu đốt của chúng ta sẽ được làm nóng một cách rất là nhanh chóng. Và bây giờ thì Thanh Tú sẽ tiến hành là thực hiện một cái thí nghiệm tiếp theo, đó chính là sẽ bật một chiếc quạt gió. Đây, trên tay Thanh Tú là một chiếc quạt gió quý vị nha. Chiếc quạt gió này sẽ tương ứng với lại lượng gió có mặt trong gia đình của quý vị khi mà chúng ta nấu nướng ở trên bếp của mình. Ví dụ như là mình bật quạt gió chẳng hạn, để khi mà chúng ta nấu nướng như vậy thì cái đầu đốt thông thường dĩ nhiên là sẽ bị tắt ngõm ngay thôi. Nhưng với bếp ga Hồng Ngoại Soho thì quý vị chúng ta thấy là thậm chí là Thanh Tú bật với một cái tốc độ rất là lớn luôn và để dí sát vào trong cái phần đầu đốt luôn ạ. Quý vị có thể dễ dàng tưởng tượng là với một cái loại đầu đốt thông thường thì dĩ nhiên là cái quá trình này sẽ không được diễn ra một cách liên tục, bởi vì đầu đốt thông thường sẽ bị tình trạng chính là gió làm tắt bếp và gây gián đoạn trong quá trình mà chúng ta nấu nướng. Ngọn lửa của chúng ta vẫn được giữ liên tục quý vị nha. Đây, Thanh Tú sẽ đưa vào sát vào luôn nè. Đó, di chuyển nè, sang bên trái nè, rồi sang bên phải, thậm chí đưa xa nè, rồi hoặc thậm chí là đưa gần như quý vị nha. Cho nên là chúng ta hoàn toàn thấy là tất cả những cái đầu đốt của chúng ta được duy trì một cách rất là trọn vẹn quý vị ha. Cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn an tâm trong quá trình mà chúng ta sử dụng quý vị ơi. Không có bị bất kỳ một cái tình trạng đó chính là quạt gió làm tắt bếp, hoặc thậm chí là cái quá trình nấu nướng của chúng ta bị gián đoạn quý vị ha. Và bây giờ đây thì Thanh Tú sẽ tiến hành tắt bếp nè. Rồi, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian bếp của Airshop ngày hôm nay để cùng đến với một trong những thí nghiệm tiếp theo, mà chắc chắn thí nghiệm này cũng sẽ làm cho quý vị khán giả cảm thấy bất ngờ và thực sự hài lòng khi mà chúng ta sở hữu sản phẩm này về để có thể đặt để trong không gian bếp trong gia đình của mình nha quý vị ha. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Thanh Tú sẽ thực hiện một minh chứng để giúp cho quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn là hiệu quả của bếp ga Hồng Ngoại Soho tiết kiệm lên đến 35% lượng ga và tiết kiệm 25% khoảng thời gian nấu nướng quý vị nha. Như quý vị chúng ta có thể dễ dàng quan sát tại gian bếp của Airshop ngày hôm nay thì quý vị chúng ta thấy đó, Thanh Tú có tổng cộng là 2 bình ga, một bên là dành cho bếp ga thông thường và một bên là dành cho bếp ga Hồng Ngoại Soho, và chúng tôi cũng có 2 cái dung dịch nước cùng với dung tích khác giống nhau. Và bây giờ đây thì Thanh Tú sẽ bắt đầu thực hiện thí nghiệm quý vị nha. Đầu tiên, Thanh Tú sẽ tiến hành cân lượng ga ban đầu dành cho bếp ga Hồng Ngoại Soho. Quý vị có thể quan sát thấy mặt đồng hồ của chúng ta đang có thông số là 120g. Và bây giờ thì Thanh Tú cũng sẽ bắt đầu cân cái bình ga của bên bếp ga thông thường quý vị nha. Đó chính là bao nhiêu đây ạ? Chúng ta sẽ cùng quan sát. Quý vị có thấy không ạ? Trọng lượng ban đầu vẫn là 120g quý vị nha. Và bây giờ thì Thanh Tú sẽ thực hiện một thao tác tiếp theo, đó chính là kết nối bình ga bên bếp ga Hồng Ngoại Soho vào trong cái dây van này. Đây, bây giờ Thanh Tú sẽ tiến hành nối quý vị nha.
và Thanh Tú cũng sẽ thực hiện bên này. Và bật bếp quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong một khoảng thời gian cùng nấu sẽ có điều gì khác biệt quý vị ạ. Và kính thưa quý vị, tất cả quý vị chúng ta có thể thấy rằng trong một khoảng thời gian cùng nhau nấu nướng, nhưng mà bên bếp ga Hồng Ngoại Soho của chúng ta cùng là một chất liệu nồi, cùng là một dung tích nước, nhưng mà bên này đã bắt đầu sôi bùng lên rồi và sôi rất là nhanh, và bên này thì vẫn mới lăn tăn mà thôi. Điều này chứng tỏ là cái quá trình mà chúng ta nấu nướng sẽ tiết kiệm thời gian hơn lên đến tận là 25% quý vị nha. Đó, quý vị có thể thấy được sự rõ ràng khác biệt vô cùng lớn, đó chính là một bên đã bắt đầu sôi và một bên thì chỉ mới lăn tăn mà thôi. Cho nên là bây giờ đây thì để kiểm tra là cái lượng ga của chúng ta có thể đạt được giống như thông số ban đầu mà chúng tôi cung cấp cho quý vị hay không, thì ngay bây giờ đây Thanh Tú sẽ tiến hành tắt bếp quý vị nha. Tất cả quý vị thấy không, bên này đã bắt đầu sôi bùng lên rồi, mặc dù là đã tắt bếp rồi nhưng mà nước vẫn sôi quý vị nha. Rồi, chỉ việc đơn giản là ngay bây giờ Thanh Tú sẽ thực hiện đó chính là khóa van của hai bình ga lại. Bên này nha, đây là bếp ga thông thường quý vị nha. Rồi, và bây giờ đây thì Thanh Tú sẽ bắt đầu cân cái lượng ga còn lại của bếp ga thông thường trước để xem là nó còn bao nhiêu nha quý vị ha. Đó, quý vị có thể nhìn vào trong mặt đồng hồ đúng không ạ? Lượng ga tiêu hao rất là lớn luôn. Và mặt đồng hồ của chúng ta điểm lại một con số lượng ga còn rất là ít. Điều này chứng tỏ là cái bếp ga thông thường nó sẽ tiêu hao cái lượng ga nhiều hơn là bếp ga Hồng Ngoại Soho quý vị nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem là lượng ga của bếp ga thông thường còn lại là bao nhiêu ạ. Thưa quý vị, tầm độ khoảng là 50g. Lượng ga ban đầu lên đến là 120g, nhưng mà tiêu hao trong cùng một khoảng thời gian nấu nướng chỉ còn lại 50g mà thôi. Và bây giờ Thanh Tú sẽ tiến hành tháo bình ga của bếp ga Hồng Ngoại Soho ra và kiểm tra xem cái lượng ga còn lại là bao nhiêu quý vị nha. Đây ạ, và Thanh Tú sẽ bắt đầu bỏ lên cân. Quý vị có thể quan sát thấy là bình ga của chúng ta còn lại một cái lượng ga khá là ấn tượng. Thưa quý vị, đồng hồ của chúng ta điểm là bao nhiêu ạ? Thưa quý vị, khoảng là 95g. Khoảng 95g nha quý vị nha, 95g. Điều này chứng tỏ là lượng ga tiêu hao của chúng ta tầm độ khoảng từ 35% mà thôi. Điều này chứng tỏ là thông số của bếp ga Hồng Ngoại Soho của chúng ta nấu tiết kiệm được lượng ga rất nhiều so với bếp ga thông thường. Bếp ga Hồng Ngoại đến từ thương hiệu Soho, thiết kế sang trọng, đầu đốt được làm bằng gốm ceramic nguyên khối, đốt cháy hoàn toàn lượng ga, gia nhiệt hơn 600 độ C, nấu nhanh hơn, siêu tiết kiệm ga hơn, không có những ngọn lửa dư thừa, không làm đen nồi, không sợ gió và nước làm tắt bếp. Bếp ga Soho giữ mãi ngọn lửa ấm cho gia đình của bạn. Bếp ga Hồng Ngoại Soho sử dụng thật dễ dàng trên các chất liệu nồi, nồi đất, nồi thủy tinh, nồi inox, nồi nhôm, nồi gang, chảo chống dính hay vỉ tráng men đều sử dụng được. Bếp ga Soho thỏa sức nấu những món ăn cho gia đình của bạn. Bếp ga Hồng Ngoại Soho giá bán 999.000 đồng. Ngay bây giờ mua hàng quý vị sẽ được chi trả 599.000 đồng mà thôi. Như vậy chúng ta tiết kiệm lên đến 400.000 đồng. Ngoài ra quý vị khách hàng còn được tặng kèm một bộ dây van ga 3 lớp an toàn trị giá 200.000 đồng, một bộ dao thép 3 món trị giá 150.000 đồng. Quà tặng vô cùng giá trị, hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu ngay sản phẩm bếp ga Hồng Ngoại Soho. Xin được nhắc lại những tính năng ưu việt của sản phẩm ngày hôm nay, bếp ga Hồng Ngoại Soho của chúng tôi với chế độ là 5-0. Thưa quý vị, không có tình trạng xảy ra tắt bếp nè, không gây ra hiện tượng xì ga nè, tiết kiệm được khoảng thời gian nấu nướng, tiết kiệm được khoảng lượng ga tiêu thụ nữa, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm quý vị nha. Và thưa quý vị, ngày hôm nay hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi để đặt hàng sản phẩm này, một sản phẩm vô cùng thiết thực và phù hợp với mọi gia đình của quý vị.
và quý vị sẽ thấy an tâm hơn với chế độ bảo hành lên đến là 12 tháng. Mình vừa có một cái sản phẩm là tiện ích cho gia đình của mình, là tiết kiệm chi phí, tiết kiệm ga, rồi lại là có những cái sự thoải mái, cái sự tiện lợi khi mà mình nấu nướng vệ sinh nè. Chị em của mình cảm thấy là tâm lý thoải mái hơn, sẽ cho ra những cái bữa ăn ngon nè, chăm sóc cho gia đình, con cái cũng như là ông xã của mình. Và nói đến đây thì Cẩm Tú rất là hy vọng là quý vị đặt hàng thành công. Và chương trình đến đây cũng hết rồi. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.